tên của mình là Trần Đình Thắng lớp đây. Hôm nay mình sẽ review nhà của mình. Đây là bộ bàn ghế của nhà mình nhá. Và bộ bàn thờ nữa. Và chiếc võng siêu xinh với chiếc quạt cực kỳ là mát. Chiếc tivi 48 inch thiết kế sang trọng. Mình sẽ review phòng cụ mình trước. Phòng cụ mình thì cũng khá là gọn gàng. Bây giờ sang nhà bếp nhà mình. Có chiếc tủ lạnh. Xem có gì ăn không. Wow, rất là nhiều đồ ăn các bạn ạ. Tí nữa phải ăn quả. Tủ đá nhà mình thì không có gì. Có mỗi cá thôi. Bộ bếp ga cũng giống nhà các bạn. Vòi rửa nước, vòi rửa tay, sân giếng và rất nhiều cây lan của ông. Tối nay mình không để quay khung cảnh của nhà mình, mong các bạn thông cảm cho. Bây giờ cùng lên tầng 2 nào. Đây là bàn học của mình nè. Nó cũng rất là bừa bộn. Chiếc ghế và chiếc quạt. Đây là hai đứa em của mình. Đây là phòng ngủ của bà mình nè. Trông rất đẹp nhưng mà khá là bừa bộn. Đây là chiếc tủ quần áo của bà mình. Đây là chiếc két. Bây giờ cùng vào phòng ông của mình, vào phòng của ông mình nào. Phòng của ông mình rất là to, đặc biệt có chiếc điều hòa rất đẹp. Phòng ông mình cũng có kệ để quần áo và tủ quần áo. Đây là phòng của mình nè. Các bạn thấy không? Rất là đẹp. Đây là giường của nhà mình. Đây là khu giày dép của nhà mình. Nhưng mà nó khá là bừa bộn nên các bạn thông cảm. Đây là tủ quần áo của em mình. Đây là chiếc tủ quần áo của bố mẹ. Và một chiếc điều hòa. Hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.